rừng rin, lũa thép rin luôn nha, ghép tam sấu, cây này thành phẩm rồi cả nhà. Đó, cái này cứ cho nó hết bông ở đây đi, rồi mình thốn cho nó ngắn ngắn lại cho nó ấm cái tán nha. Đó, còn nếu mà mình thích dài thì để dài, còn không mình thích lưng lưng ở đây cũng được, nói chung là tùy theo thôi. Đó, chậu này rất là cạn luôn đó nha. Chậu này giống như chậu này là chậu na ná như tử sa luôn đó nha. Đó, nhưng mà nhỏ có vỏ nha. Nuôi cỡ này cũng là một quá trình đó. Cái đó là lũ rinh luôn đúng không anh? Lũ rinh luôn. Dạ, chiều em cũng quên cái đó để gửi cho Cây này lũ rinh luôn nha. anh Trúc á. Rồi, cây này có cái hoành gốc là 22, hoành gốc 22. Chiều cao tính từ mặt chậu lên đến đỉnh lũ luôn là 35. Đang nằm cái chậu tàu lọt lòng là 20 nhân cho 20 nhân cho 14 lọt lòng nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 2,5 triệu bao ship luôn. 2,5 triệu bao ship nha. Anh Đó. Nguyễn Xuân nó ngồi anh đang lạnh lắm. Dạ, người em đang nghe nói ở ngoài đó đang có không khí lạnh á. Ở trong đây cũng lạnh nữa chứ, ở trong Nam em cũng lạnh nè. 2,5 triệu bao ship cho cây linh sam rừng rin ghép tam sấu này luôn nha. Đó, ở cái thân này là thân khô lũ nè. Đó, rin luôn, không có động máy móc gì luôn nha. Đó, còn phần đây là phần thân sống. Kiến cắt nhất. 2,5 triệu bao ship nha. Đó, mã số là 258. Đó, cái này nhỏ nhỏ nhưng có vỏ cả nha. 258, 2,5 triệu bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Đó, rất là duyên dáng luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Nếu mà mình không thích nó xòa xuống đây thì mình cứ thốn thốn lên tí xíu nữa cho nó thoáng cũng được. 258, 2,5 triệu bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Nếu mình xem offline lại còn thì ủng hộ nhà vườn luôn. Cây trắc bonsai. Trắc bonsai này thì cây này là cây lá lớn nha. Nó có một dòng là trắc dây lá nhỏ nữa, còn cái dòng này dòng lá lớn. Nhưng mà dòng lá lớn này nó cũng có hai loại, một loại là lá nó bằng, còn một loại là lá nó quặp quặp lại tí xíu. Nhưng mà cũng đều là trắc gỗ hết nha. Nói chung ổng cũng có nhiều dòng. Lũ của ổng thì thôi rồi luôn. Cây này á là lũ mà nó nổi lên nè. Đó, cái này về mình bào, mình chỉ bào bào cái giác ra thôi. Mình chỉ cần bào cái phần giác ra thôi là nó lòi ra cái phần lũ đỏ rất là đẹp. Đó. Cái đó cũng lũ rinh nữa. Rin, cái này rin chưa có tác động máy gì luôn. Trừ khi mà giao lưu vài lần nếu mà ấy mà anh sắp xếp được thì anh cũng bảo. Anh dân với Tây Ninh thì Tây đông nam bộ. Rồi, cái này có tổng hòn ngay chỗ này đo được là 56. Cao đến cái đầu chỗ đây nha là 33. Còn cao lên trên cái đỉnh lũ luôn là 66. Đang nằm cái chậu tàu nuôi lọt lòng nha. Chậu tàu nuôi lọt lòng là chậu tàu nuôi lọt lòng là 38. Chậu tàu nuôi lọt lòng 38 nha. Chậu này cũng chậu nguyên nhưng mà nhà vườn cột đồ lại để cho nó đỡ lắc lư cái cây đó cả nhà. Cái này thì đã sống khỏe rồi. Cây này nhà vườn giao lưu. Cây này nhà vườn giao lưu là giao lưu nhiêu ta? Không biết luôn. Tháng hả? Mình giao lưu có chậu luôn đi. Có chậu luôn là 2 giao lưu có chậu luôn nha, là 2,000,000 bao vận chuyển nha. báo giá luôn không biết luôn. Dạ. 2,000,000 bao vận chuyển cho cây trắc bonsai này luôn. Ghi Cây này nó nhớ. cũng khá là quái. Đó, nhìn nó giống như là một con hổ hồi đầu vậy, một con hổ này. Đó, cái lưng này lưng con hổ này. Đó, cái này. Đó, cái này mà về mình có thể mình bào cái phần lũ giác ra. Đó, còn không nếu mà chưa được duyên thì hôm nào em rảnh rảnh em cũng sẽ bào thôi. Đó, bào ra ở đây làm cái mỏ này. Đó. Ở đây là cái lưng cái chân rồi nè. Rồi ở đây là cái lũ. Rồi về mình cứ phân tán phân cành phân chi theo thôi. Anh 918 nha. Thủy Xuân anh nói là anh là tín đồ của Hoàng Anh Mộc.
Vậy là lên hết cái mới dưới đó luôn cho à. cho anh đi xuống chốt nha. À, anh Văn nói là có biệt danh là vùng nóng cháy da bò là hiểu rồi, trách Dạ anh Văn hỏi trách gì vậy? dạ trách này là trách trách lá lớn anh à. Em cũng biết là trách trách gai trách ngáy nữa, nhưng mà cái loại lá nhỏ thì em biết nó là trách dây, còn loại lá lớn này thì em không biết là trách gì nữa. Trách gỗ, đại khái là trách gỗ thôi, nó đại khái gì, nhưng mà trách nào thì cũng lấy gỗ được thôi. Trách thì trong gỗ nhóm nha, gỗ trách thì mình khỏi phải bàn rồi. Đụng tới một cái là bắt đầu nó đỏ đẹp lắm, do cái này em chưa có thời gian bào ra thôi, chứ vài bữa mà ví dụ ế quá có thời gian bào ra cũng đẹp, nhưng mà được cũng mất thời gian lắm, cũng bào cái này cũng cả ngày á. Dạ rồi, mã số là 918 nha, 2 triệu bao vận chuyển cả chậu luôn, chậu là chậu tàu nha. Còn nếu mà mình không lấy chậu thì bên nhà vườn sẽ giảm lại thôi, giảm lại 918 nha. Nếu mà mình không lấy chậu á, nhà vườn sẽ thay một cái chậu nhựa vô cái này gửi đi là 1,5 triệu bao ship đó. Có hai mức nha, nếu mà cả luôn cái chậu tàu này là 2 triệu bao ship cả chậu, còn nếu mà không chậu nhà vườn sẽ thay lại một cái chậu nhựa gửi đi cho nó an toàn là 1,5 triệu bao ship chậu nhựa nha, còn cái chậu này là chậu tàu đó. Có hai mức, một mức là 2 triệu cả chậu tàu, còn một mức là 1,5 triệu thay cái chậu tàu thành cái chậu nhựa gửi đi đó. Cái nào nó rõ ràng cái đó luôn cho nó rõ, trách bonsai đó nha, siêu lũa luôn. Cây này làm ra nó cũng rất là dữ dằn nha đó, cái này về mình bào ra rất là dữ dằn. Còn nếu mà ai có cái gì Hoa kêu là cái tây, gì hoa tây. có hoa tây nữa thì mình điêu khắc con rồng bay phụng múa gì mà gái đẹp nàng tiên cá gì ở đây cũng ok. Anh Văn nó nói về gỗ thì tôi hiểu, nhưng về lá thì tôi không hiểu nên hỏi thêm. Dạ bên bên anh Khải cũng rành, bên Khải cũng rành, nhưng mà anh cũng nói là trắc cũng có khá là nhiều loại. Dạ rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn nha, nếu mình xem offline lại còn thì ủng hộ nhà vườn luôn. Một cây sầu dông, Lắc cái lá không cũng thơm nữa. sầu dông này là lá và trái đều ăn được nha, nhưng lá mới là đặc sản của cây này đó. Anh Cường nói thì em đố ai làm trái tim người yêu cũ là xác định luôn anh. Rồi, mã số 492 nha, 492 là một cây sầu dông hay còn gọi là ngọc ngũ sắc. Cây này lá và trái đều ăn được, lá thì nó rất là thơm tự nhiên, nó làm gỏi nè, rau sống nè, ăn bánh xèo nè, nấu cà ri nè, kho cá chiên tôm gì bỏ vô rất là ngon, hoặc là giả muối ớt ăn rất là ngon nha. Thì ở Ninh Thuận nó có một cái món đặc sản là gỏi con dông, nếu mà trong cái món gỏi con dông mà không có cái lá này thì nó rất là vô vị đó. Cho nên là giống như là nó cũng có liên, nó có cái tên là sào dông á, thì mình nghĩ rằng là nó cũng có thể là nó gắn liền với là cái tên của cái con dông đó đó. Và nó có một cái tên nữa là ngọc ngũ sắc, là bởi vì trái của nó là trái chùm mà nó từ sống cho tới chín nó chuyển tới 5 màu đó, cho nên là người dân người ta ví von giống như những cái hòn ngọc ở trên cây á đó, người ta kêu là ngọc ngũ sắc. Nó là như vậy đó, mình biết được cái thông tin gì mình kể vậy thôi. Còn ví dụ mình cảm thấy ok thì ủng hộ nhà vườn nha. Cây này hai thân chung cốt luôn nha, tổng hoành là 37, tổng hoành 37 nha. Cây cao đến cái đầu thân chính là 40, bầu đất hiện tại là 25. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 500k bao ship luôn nha, 500k bao ship luôn. Lá rất là thơm, nhưng mà cái thường á, người ta sẽ ăn những cái lá non, nhưng mà lá non của cây này rất là chát. Cái lá nó già tới thì ăn lại rất là thơm đó, nó là như vậy. Dạ rồi, mã số là 492 nha, 492, 500k bao ship cho cây sầu dông ngọc ngũ sắc này luôn, nhà mình xem tham khảo luôn nha, được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Lưu mã số là 467, 467 là một phôi kim tiền hai thân chung cốt sống khỏe luôn nha.
Cái này đo được là 32. Đo được 32 nha. Cây cao là 63. Bầu đất hiện tại là 25. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 350k bao ship luôn. 350k bao ship nha, là một cây kim tiền phong thiên nhiên, dáng trực thiên nhiên luôn. Anh Nhân hỏi cần quạt gió không vậy? 467 nha, mã số là 467. 350 bao ship cho cây kim tiền này luôn. Bốn sáu bảy 350 bao ship cho cây kim tiền này nha, nhà mình xem tham khảo luôn, được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha, cây đang sống rất là khỏe luôn. Rồi vườn xin qua cây này luôn, 84 là một phôi găng vàng, phôi găng vàng nha. Phôi này thì nó có thân này thân lũ này, nó cũng có mấy thân lũ á nha, thân lũ này thân lũ thân lũ thân lũ này, còn lại là thân sống ở đây này. Nói chung cái này là nó 50 thân lũ và 50 thân sống nha. Ở cái nào mình nói rõ cái đó. Tổng hoành nha. Tổng hoành đo được là 39. Cây cao đến đầu thân chính nha. Cao đến đầu thân chính ở đây đo được là 38. Bầu ươm hiện tại là 23. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 250k bao ship luôn nha. 250k bao ship luôn. Ngủ. Lát nữa buồn nữa, lát nữa không đi tắm là vợ cho ngủ ở ngoài. Rồi mã số 884 nha, 250 bao ship cho cây găng vàng phong thiên nhiên này luôn, nhà mình xem tham khảo luôn nha, được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Mã số là 315. 315 là một cây vú bò. Một cây vú bò phong thiên nhiên nha. Cây này là cây tự nhiên, cây thiên nhiên, trái ăn được. Đó, mà mình vừa kết hợp mình chơi bonsai được nha. Lá nó cũng khá là nhỏ. Đó. Dạ rồi, cây này có hòn gốc đo được là 38 nha. Hòn gốc đo được 38. Cao đến đầu thân chính là 65, cao lên đến ngọn luôn là tầm 80. Bầu đất hiện tại là 28 nhân cho 34, 28 nhân cho 34 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 680k bao ship luôn. 680k bao ship nha. Ơi, chào bạn Hiền nha. Lê Công Khanh. Không có 7. Lâu quá không về quê thăm quê Khanh ơi. Em chị Nhung, Anh. anh Anh Nhung. Rồi mã số 315 nha, 315. 680k bao ship lấy lộc luôn. Cho cây vú bò này luôn nha, nhà mình xem tham khảo luôn, được duyên ủng hộ nhà vườn luôn. Cây này trung cốt luôn nha. 680k bao ship, mã số là 315. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn, nếu mình xem offline lại còn thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Mã số 396 nha, là một cây cẩm thị, một cây cẩm thị nha, một cụm rừng cẩm thị. Cẩm thị liền cốt sống khỏe luôn, cụm rừng này nó liền cốt luôn nha, lũ lũ thép luôn, lũ thép luôn đó. 1 2 3 4 5, cụm này 5 thân liền cốt luôn nha, sống khỏe luôn. Cây này có tổng hoành là 113. Tổng hoành 113 nha. Cái hoành ở đây mình đo đại diện được là 33. Cây cao đến cái đầu thân chính, cao đến đầu thân chính là 56. Bầu ươm hiện tại, bầu đất nha, bầu đất hiện tại là 65. 65 nhân cho 39. Đó, 65 nhân cho 39. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 1 triệu rưỡi bao ship nha. 1 triệu rưỡi bao ship luôn. Dân nó tay cầm kéo cắt cây mà giống cắt tóc quá. 1 triệu rưỡi bao ship nha.
Cho nên anh Sơn thất nghề cây qua Nói chuyến chung qua này cắt là nếu mà sau này thất nghiệp thì lại đi hớt tóc dạo. tóc. Cộng đồng này rất là ok luôn cả nhà. 1.500k bao ship hay còn gọi là 1.500.000 bao ship nha. Đó, cây đó hứa hẹn là đang báo giá 2 tỷ anh Cường ơi, nhưng mà ai trả vài trăm là cũng bán luôn. Rồi mã số 396 nha. 1.500.000 bao ship cho cụm rừng Cẩm Thị này luôn, Ngũ Phúc luôn nha. Rồi giờ vừa xin qua cụm này luôn. 543. 543 là một cụm rừng Hải Châu lá nhỏ luôn nha. Cụm này lá rất là nhỏ luôn, thì mình không biết là dòng ở đâu nhưng mà lá nó rất là nhỏ. Đó. Dễ gì. Cụm này là cụm liền cốt luôn nha, cụm liền cốt luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 thân kể cả thân lũ luôn nha, 10 thân. Lớn nhỏ nha. Đế này. Đế siêu vip luôn. Đế đẹp. Cụm này rất là tương lai nha. Đó, xong mới sửa lại rồi tút lũ đồ tí xíu này. Đó, tút lũ rồi tí xíu làm đầu rồi lại là ok rồi. Đó, cái này là chỉ chờ ngày lên xe ho nữa là ok thôi. Rồi tổng hoành nha, tổng hoành cụm đo được là 119. Tổng hoành cụm là 119 nha. Cái hoành thân đây đo được đại diện là 13 nè. Cái hoành thân lớn nhất nha, hoành thân lớn nhất đo được chỗ này là 18. Cao đến cái ngọn đây nha, cao đến cái ngọn đây là 60. Bầu ươm hiện tại là 72. Bầu ươm hiện tại là 72. 72 nhân cho 40. Cụm rừng này hôm bữa mình giao lưu là 3.500.000 bao ship, nhưng hôm nay mình lên rồi cả nhà. Hôm nay mình lên là 4.000.000 bao ship nha cả nhà. 4.000.000 bao ship. Đó, hôm bữa là 3.500.000 là mình chưa có sửa soạn gì. Còn hôm nay là mình đã bỏ công thêm mình sửa soạn rồi. Nhà vừa xin giao lưu là 4.000.000 bao ship nha. 4.000.000 bao ship. Cụm này rất là tương lai cả nhà. Cụm này là thôi. Nói chung là không cần vô dây nữa, sau này chỉ cần tỉ 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 cắt giật là ok thôi. Là nó ra một cái rừng là cũng quá vip rồi. Rồi, rất cảm ơn Cường nha. Rồi, mã số 543. 4.000.000 bao ship cho cụm rừng Hải Châu VIP này luôn nha. Cụm này mình mê nó một cái là nó liền cốt luôn. Đó, nó liền cốt mà nó phân bố rất là đều. Đó, từ thấp đến cao này. Đó, cái thân chủ là cái thân to nhất. Đó, rất là ok. Nói chung cái này là nó chỉ ra rồi mình cắt giật thôi. Còn nếu mà mình thích nhiều cái nào nữa cho nó đều nữa thì ok thôi. 4.000.000 bao ship nha. Vài bữa nó nứt lá ra nữa còn lên nữa. Nói chung là cụm này là càng ngày càng lên nha. Đó, cứ qua một ngày là nó sẽ lên. Nó lên hồi không được nữa đem độc lạ Bình Dương tới review. Lên tới 2 tỷ dừng lại. Đập búa, đập búa, đập búa. Dạ rồi, mã số 543 nha. 4.000.000 bao ship cho cụm rừng Hải Châu này luôn. Số luôn, không có Chốt kêu chốt. Ông Phúc lấy tiền hay không tôi không rõ. Chốt chốt. Dạ rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Linh Sam rừng rinh. Cây này cây rừng rinh chưa có ghép nha. Cây này là để rinh luôn. Lũ là lũ có tét động máy nha. Lũ này là lũ tét động máy. Lũ rinh của cây nhưng tét động máy. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Cây này có cái hòn gốc ở đây đo được. Cho nó cái mã số cái. Rồi mã số là 996 nha. Mã số là 996. Là một cây linh sam rừng rinh Ninh Thuận nha. Rừng rinh 996. Cây này có cái hòn gốc ở đây đo được nha. Hòn gốc ở đây đo được là 40.
Cái hoành thân bên này đo được là 15. Cây cao nha, cao đến đầu thân chính là 55. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 38. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 1,5 triệu bao ship nha. 1,5 triệu bao ship luôn. 1,5 triệu bao ship cho cây linh sam rừng rin này luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Lỗ là lỗ có tác động máy cả nha. Anh Dân nói vậy mới đúng là chiều chơi. Đừng có dụ. Dễ gì dụ em. Dạ rồi, mã số 996 nha. Nói chứ ráng ráng bán cái đó 2 tỷ để mà kiếm tiền đi du lịch. Chứ không phải đưa vợ qua Thái Lan. Đưa vợ đi Thái Lan luôn. Dạ rồi, mã số là 996 nha. 1,5 triệu bao ship cho cây linh sam này luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Mã số là 95 nha. Là một cây vít rừng form thiên nhiên. À, cây này sống khỏe rồi. Tổng hoành là 25. Tổng hoành 25 nha. Tổng hoành 25. Cây cao là 50. Bầu đất hiện tại là 28 nhân cho 26. Cây này nhà vừa xin giao lưu nhanh luôn nha, 500k bao ship luôn. 500k bao ship. Cây này có dáng bạc phong rất là duyên dáng này cả nha. Cây này mà tỉa ra là hơi bị vip đó cả nha. Cây này mà mình làm xiên mình tỉa gai ra là ok thôi. Nói chung là vít rừng là mình dành chút thời gian mình tỉa gai cho nó lúc đầu là ok. À, lúc sau thì nó về sâu, về lâu, về dài thì nó rất là đẹp. Quýt rừng nha cả nhà. 500k bao ship rất chi là mềm luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Mai không được ăn hận nhé. Mai tôi chụp hình gửi tôi biết số, nếu 4:30 không được khóc nha. Giờ 4:30. Dạ rồi, mã số là 95 nha. 95. 500k bao ship cho cây quýt rừng này luôn. Đứng nãy giờ mỏi chân luôn nha. Đúng ra mình chia sẻ nó được có 31 được chứ. Bữa đây nó dược nó không có cho nữa. Dạ rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Nếu mình xem offline lại còn thì ủng hộ nhà vườn luôn.